Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nhân có anh Long gọi mua bộ giải mã Eversolo DMPA8. VinStudio có trực tiếp đến lắp đặt và xin phép anh ghi lại vài bản nhạc do DMPA8 phát trên hệ thống của anh. Rất cảm ơn anh Long đã nhiệt tình ủng hộ VinStudio.